Cyclone, có tên thật là Maxine Hanko, xuất hiện ở đầu tiên trong tập truyện Justice Society of America, số thứ nhất ra mắt vào năm 2007. Cô vốn là cháu gái của Red Tornado đời đầu mà Hanko, một thành viên danh dự và sau này là quán gia của trụ sở JSA. Khi còn nhỏ, Maxine đã bị nhà bác học điên Theo Morrow, kẻ đã chế tạo ra sơ hùng Red Tornado đời hai, bắt cóc. Trong quãng thời gian này, Maxine bị Theo Morrow tiêm nanobot vào cơ thể Việc này khiến cô có thể điều khiển gió theo ý muốn của mình. Ngoài ra thì, Maxine cũng sở một trí tuệ siêu phàm giúp cô đỗ vào đại học Harvard và dù mắt chứng trầm cảm không điển hình thì Maxine là một người hoạt ngôn và luôn là quan yêu đời. Nhưng chính vì điều này mà cô cũng rất hiếm có bạn bè cho đến ngày gia nhập đại gia đình JSA nơi cô đã gặp gỡ người bạn thân của mình sau này Star Girl Courtney Whitmore. Và đó là hết một phút của ngày hôm nay. Hẹn anh em trong video tiếp theo. Mãi cháy!